Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin review iPhone 13 ha. Chắc là có cả ngàn người review cái iPhone 13 rồi, nhưng mà tại vì mình mới mua cho nên mình cũng làm clip review nha. Mình xin được phép mở ha, hộp ra ha. Ở phía đây là có giấy tờ bên chỗ chỗ đã giao hàng cho mình á, với lại receipt. Và đây là nhân vật chính. Tên 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 tên. Đẹp không các bạn? Cái hộp này rất là đẹp ha, rất là nhìn rất là sang trọng luôn, mình rất là thích. Đây nha các bạn, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Em ơi, mấy em ơi, không bắt được cái đẹp không mấy bạn? Còn nguyên đai không ha? Còn nguyên ha, nguyên tem nha. Mình rất thích cái hộp này luôn á, nhìn nó đẹp lắm, bắt mắt lắm. Chắc là phone nó cũng đẹp á. Ok, đây mình xin đọc cái giá cả cho mấy bạn thấy ha. Mình đã bỏ ra là 1039 đồng để mua cái phone này mấy bạn. Nhưng mà chuyện không có quan trọng bao nhiêu tiền. Tại hôm nay mình không phải là mình muốn review cái giá, mà là mình mục đích chính là mình review đập hộp iPhone nha. Mày làm gì vậy? Đập hộp iPhone 13. Một video ngắn để review iPhone 13 Pro Max nha. Những cái hộp đó rất là đẹp luôn mấy bạn, rất là đẹp. Để mấy bạn thấy nhìn thấy không? Nên mình mong chờ cũng mấy tuần rồi. Thì bây giờ hôm nay mình đã nhận được, mình sẽ mở ra hay xem ha. Wow. Đẹp quá mấy bạn ha, quá đẹp luôn. Bóng lưỡng. Mấy bạn nhìn thấy camera không? Chưa gì thấy đập vô mắt là cái camera nó có 3 cái nè. Nó lồi hơn, nó khác cái iPhone 11 với 12 nha mấy bạn. Nó có 3 cái à. Nhưng mà thấy nó chụp hình rất là đẹp. Đây. Còn nguyên màn hình này kia các bạn ha. Cái bên hông nó cũng đẹp nữa, sao không đẹp vậy ta? Các bạn nhìn thấy nó bóng lưỡng không? Thấy không đó. Wow. Cái đoạn quan trọng nhất là cái đoạn mình sẽ lột cái này ra nha mấy bạn. Cho anh xin lột xin. Ok, cho con bé này làm nha mấy bạn. Rất là quan trọng nha mọi người. Che mặt lại đi, không focus được. Lấy hai con mắt lại đi coi. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Rất là đẹp nha mọi người. Không tì vết. Wow. Thật là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Hơn 1.300 mấy bạn. Tháng tới trong cái bill của mình sẽ có thêm 100 mấy tiền activate này kia của cái phone này nữa. Nói chung là khoảng gần 1.500 đó. Nhưng mà rất là xứng đáng, rất là đẹp luôn mấy bạn ơi. Bạn nào chưa update lên iPhone 13 thì mua đi ha. Nghe nói chụp hình cũng rất là đẹp á. Đi kèm trong cái hộp này á thì có còn thêm là, đây các bạn, đồ nghề của nó đây, một cái dây charge và một cái túi nhỏ nhỏ này. Trong đây em cầm giùm đi. Rồi em đừng cầm giùm nữa, em này đi. Trong đây là có một cái trái táo, các bạn muốn dán đâu thì dán ha. Rồi có một cái đồ để lấy sim ra mấy bạn. Điện thoại này có sim ha. Đó. Xong rồi, đó, đó là đồ nghề của nó đó. iPhone 13 này á, là đây là 13 Pro Max. Nó là 256GB đúng không? Nó có 1TB nữa là lớn nhất, nhưng mà mình không có cần nhiều dung lượng đến như vậy. Mình chỉ mua 256GB thôi. Tại vì mỗi lần làm video thì mình dùng cái camera rồi á. Với lại là em nói là cái gì, nó là sau cái đời Pro, sau cái Pro á, trở lên á, nó mới có cái gì em? 120Hz screen. Là màn hình nó là 120Hz, nhưng mà phải Pro trở lên mới có nha mấy bạn. Cái màu xanh các bạn thấy đẹp không? Mình lựa màu xanh đi, các bạn thích không? Nó màu xanh giống như là màu xanh lạc á mấy bạn, xanh da trời lạc á. Có khoảng là em nghĩ là bốn màu á, là màu xanh lạc là đây, có xem là màu vàng lạc nè, màu đen và màu trắng. Ồ đẹp đúng ha. Ồ, vậy mình lựa cái màu này đúng rồi, tại mấy màu kia mình cũng đã thử rồi. Vậy cái màu này là lần đầu tiên có thì mình cũng thử luôn, đẹp quá chừng luôn á, rất là sang trọng. Cái này mà bỏ cái vỏ lên cũng uổng ha. Đẹp quá. Cái màu xanh này cũng đẹp á, cho nên là em phải mua một cái thôi. Cái điện thoại em nó cũng cũ đây rồi.
Ok, các bạn review ngắn gọn vậy thôi nha. Bạn nào chưa có lấy iPhone 13 vì nghĩ nó xui này kia thì đừng có quan niệm như vậy, tại nó đẹp lắm. Ok, chào các bạn, chúc ngủ ngon. Rồi trong cái phone á, ngoài cái phone là sẽ còn một cái headphone ha, một dây charge và headphone đi kèm. Trời ơi, mày điên hả? May mà không sao, may mà không sao nha, hú hồn.